mơl khơi riêng rụp sào 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 phe cô ao cột khnề bồ nề bà tây tài rụp miền rốt smọc rốt soi cày à bao bạ thà vây lô cây vùng về chùa ria mạch chỗ bạch trăm sòng kha cô ao rô a về cha bạch trên sanat snail snai ha khoa ca cào cày bài chất lê lên chấm bài cồn chào mình mê tham miên prachran chỉ ti bẩm phật rư miên thà nạ khupong khupo chỉ ti bẩm phật hơi cứ ban sực đây sau chỉ ti bẩm phật hơi nu tê bộc qua để lấy bong chào nơi sực đây prakan tự ban đó sực đây sau chỉ ti bẩm phật pro hà vây vây đại châu mạo đó chỉ vật dương quan tài chlon cắt phần nọ vậy vậy nó mình men sầm rạp ở dương chạm dục thì cứ sầm rạp sắc xa từng vô phương sốc chất ao cần lòng từ đôi chuyện đông phục phục rổ sát rứ đôi tật hồ đôi chân này từ ban mình ca túc chỉ mùi nâng không mà đà thô và nhà chạy lúc hạt phó này bỏ ra mặt nâu phê chụp ở à rộng mình chỉ tìm bình chất cấp bay miên sẽ tệ rồi lực hơi thả អារម្មណ៍នៅក្នុងនរៈប្រែតើត្រូវតាវ៉ានិងអ្នកណាឬត្រូវខឹងត្រូវឆ្លោះនិងត្រូវការទុកមិនសុខចិត្តជាមួយនឹងអ្នកណាដូច្នេះឥឡូវនេះមានរឿងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណឹងទុកជាការដាស់តឿនទៅចុះនៅក្នុងលោកនេះអ្វីៗក៏អាចកើតឡើងបានដែរព្រោះវាជាផលរបស់ហេតុត្រូវចាំទុកថារាល់បញ្ហាក្នុងជីវិតត្រូវដោះស្រាយដោយការព្រមទទួលយកនូវសច្ចៈរស់ជាមុនត្រូវកុំបណ្ដោយទៅតាមការខឹងក្រោធឲ្យសោះ ការខឹងក្រោធអាចធ្វើឲ្យសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីសុខរបស់យើងអន្តរាយទាំងអាចទំលាយនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលជាសារៈខ្លឹមសារនៃជីវិតបានទៀតផងទៅតាមការធ្វើនិងទៅតាមការនិយាយដែលអត់បានគិតឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវនោះឯង